Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá 3,75 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine và các quốc gia khác liên quan bị ảnh hưởng bởi tình trạng xung đột hiện nay ở Ukraine. Gói viện trợ cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp các khí tài có tổng giá trị lên đến 2,85 tỷ đô la Mỹ từ kho dự trữ thiết bị quân sự của Lầu Năm Góc, trong đó có xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine và những quốc gia liên quan khác những phương tiện thuộc diện viện trợ có thể là xe thiết giáp và xe bánh xích hạng nhẹ có hỏa lực tầm trung và tầm xa có khả năng tiêu diệt các phương tiện quân sự khác bao gồm cả xe tăng chính quyền ukraine gần đây đã đề nghị mỹ và các đối tác châu âu viện trợ xe tăng và xe bọc thép pháp và đức đã cam kết gửi xe bọc thép tới ukraine và mỹ trước đó đã viện trợ kinh phí để các nước đối tác gửi xe tăng đã qua nâng cấp tới ukraine Trong khi đó, Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 1 đã bày tỏ hoan nghênh lệnh ngừng bắn tạm thời do Nga đơn phương công bố ở Ukraine, đánh dấu lễ Giáng sinh của chính thống giáo như một cơ hội để gửi viện trợ nhân đạo tới người dân ở các khu vực xung đột. Trên mạng xã hội Twitter, Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc, ông Martin Griffith cho biết, việc Liên bang Nga thông báo về lệnh ngừng bắn kéo dài 36 giờ ở Ukraine là một tin đáng hoan nghênh lệnh ngừng bắn sẽ tạo cơ hội để gửi một đoàn xe cung cấp sự hỗ trợ rất cần thiết cho những người mà chúng tôi không thể tiếp cận do giao tranh dữ dội. Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn TASS đưa tin lệnh ngừng bắn đơn phương ở Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đã chính thức có hiệu lực trên toàn mặt trận kể từ trưa ngày 6 tháng 1 theo giờ Moscow, tức 16 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội. Theo kênh truyền hình 1 của Nga, lệnh ngừng bắn đã được thực hiện và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến hết ngày 7 tháng 1. chỉ số giá lương thực toàn cầu ở mức cao kỷ lục trong năm 2022. Đây là thông báo được Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc đưa ra ngày hôm qua, mùng 6 tháng 1. Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc FAO cho biết chỉ số giá lương thực toàn cầu năm qua đã tăng 14,3% so với năm trước đó và chạm mức cao kỷ lục 143,7 điểm. Trong đó, nhiều mặt hàng chủ lực như gạo, lúa mì đang ở gần mức cao kỷ lục. Tháng 3 là tháng chứng kiến mức tăng cao nhất do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, bởi hai nước này là những nhà cung cấp bột mì, dầu ăn và phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp lớn trên thế giới. Giới chuyên gia của FAO khuyến cáo các nước cần duy trì cảnh giác và tập trung mạnh mẽ vào việc giảm thiểu tình trạng trạng mất an ninh lương thực toàn cầu do giá lương thực thế giới vẫn ở mức cao